trẻ trung, năng động và không ngừng phát triển, được ví như là một nơi hội tụ và giao thoa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau, thành phố Hồ Chí Minh hay còn được gọi với một cái tên thân thuộc khác, đó chính là Sài Gòn. Chắc có lẽ đây là một trong những điểm đến du lịch vô cùng thú vị và hấp dẫn. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng theo chân tôi là Phạm Hy trong chương trình Việt Nam Mến Yêu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm thú vị và độc đáo nào trong văn hóa Sài Gòn, cụ thể là văn hóa ẩm thực đường phố quý vị nhé. Bắt nguồn từ ẩm thực Tây Phương, khi du nhập vào Việt Nam, kết hợp với văn hóa ẩm thực và tùy biến theo nhu cầu sinh hoạt của người dân bản địa, ổ bánh mì Việt Nam đã ra đời với phần nhân được kẹp sẵn bên trong, giúp việc thưởng thức món ăn này trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết. Bánh mì dần chiếm trọn cảm tình của thực khách và trở thành một trong những món ăn góp phần tạo nên nét văn hóa ẩm thực độc đáo của thành phố Hồ Chí Minh. Nói tới ẩm thực đường phố thì cái tên mà chúng ta nghĩ tới đầu tiên không phải là cơm tấm, không phải là phở, mà đó chính là bánh mì. Luôn nằm trong top được các tạp chí nước ngoài bình chọn là món được yêu thích nhất. Và đó cũng chính là món mà Phạm Hy muốn gửi tới tất cả mọi người trong chuyến lần này. Nhưng mà đi ăn mà đi một mình thì chán dữ lắm. Chính vì vậy Phạm Hy đã mời một người hết sức là đặc biệt. Anh ấy được biết tới với vai trò là người sáng lập ra tạp chí Món Ngon Việt Nam và đồng thời cũng là một siêu đầu bếp. Hãy cùng Phạm Hy đón xem anh ấy là ai nhé. Sau lưng của Phạm Hy là một tiệm bánh mì khá là lâu đời nằm ở trên đường Cao Thắng. Và như các bạn cũng nhìn thấy đó, trong một con hẻm rất là nhỏ, nhưng mà không hiểu tại sao hai bên đường người ta ăn khá là đông. Vậy thì bây giờ mời mọi người hãy cùng với Phạm Hy tìm hiểu xem quán bánh mì này có gì đặc biệt nha. Bánh mì Hòa Mã là một trong những tiệm bánh mì lâu đời nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua ba thế hệ, tiệm có đôi phần thay đổi, nhưng hương vị bánh mì Hòa Mã vẫn được giữ nguyên bản suốt hơn nửa thế kỷ, đi sâu vào ký ức bao thế hệ thực khách về ẩm thực đường phố thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó giờ ăn không à, bây giờ mới thử vào làm thử một ổ bánh mì coi thử nó có khó khăn gì không. Rồi, đây là một phần bánh mì mà Hy đã làm xong. Nhưng mà chị ơi, bây giờ cho em hai phần bánh mì chảo để em đem ra ngoài kia giùm nha. Rồi. Hello anh. Chào em. Ủa, em bên chương trình Việt Nam Mến Yêu hả? Đúng rồi. Anh là từ sáng giờ anh ngồi anh đợi, anh ngóng, anh nghĩ đi với một cô nào MC rất là xinh đẹp. Trời đất ơi, cái chương trình mình đó là chương trình về văn hóa ẩm thực chứ không phải chương trình tìm kiếm hoa hậu. Thật sự thì ở Sài Gòn em biết là nó có rất là nhiều kiểu bánh mì khác nhau. Yeah. Bánh mì gánh, rồi bánh mì que, rồi bánh mì xe đẩy, rồi bên này đây là một cái dạng bánh mì thì tụi anh hay gọi là bánh mì chảo. Ngày xưa cái thời mà anh ăn lâu thì là lâu, tới bây giờ nó có thay đổi cái gì không anh? À, thật ra anh nghĩ cái này nó khó thay đổi được lắm. Em thấy không, nó không có nước sốt gì đó. Ngon là từ chính những cái pate nè. Yeah. Rồi cái thịt nguội nè, có thêm cái chả chiên rồi nữa. Những cái đồ chua, nó khác đồ chua chỗ khác luôn. Và cái đồ chua này ăn kèm á thì mình sẽ đỡ ngán. Đúng rồi, đỡ ngán. Dạ. Và nó làm dễ tiêu nữa. Mọi thứ nó không có nêm nếm ở trong này. Đa số là mình nêm nếm từ nước chấm và cái này có sẵn. Đúng rồi. Cho nên là ai ăn như thế nào thì người ta nêm như thế đó. Mấy cái đồ đường phố Việt Nam mình nó thấy rất là nhiều đúng không? Dạ. Mỗi bánh mì thôi là cũng có 5-7 kiểu rồi. Đúng rồi. Đó, chứ đừng có nói mà hay những cái món khác. Bánh xèo theo dòng người xa xứ mà có mặt ở các tỉnh thành. Tên bánh bắt nguồn từ âm thanh phát ra trong quá trình chế biến. Vỏ bánh mang màu vàng nghệ. Nhân bánh đa dạng,
thay đổi tùy theo sản vật của địa phương. Khi thưởng thức thường được ăn kèm với nhiều loại rau và nước chấm. Có thể nói, bánh xèo là món ăn đại diện cho sự đa dạng vùng miền trong văn hóa ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh. Đây, hấp dẫn chưa? Bánh xèo nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Từ Bắc Trung Bộ đổi vô thì mới có bánh xèo. Tuy nhiên thì cái bánh xèo của người miền Trung ấy, thấy không? Nó khác hẳn cái này. Nó nhỏ vậy nè. Đúng rồi. Và bánh xèo này nó có thêm một cái loại ở miền Tây nổi tiếng là bánh xèo dịch dịch. Bầm ra những cái xương nào mà cứng á thì mới bỏ đi thôi. Còn lại mà xương sụn hoặc là xương cổ thì bầm nó nhuyễn hết cho vào xào lên cho là bánh xèo dịch rất là ngon. Bây giờ mình ăn thử ha. Dạ. Và với cái bánh xèo này nó khác là mình ăn rau rất là nhiều và nhất là rau thơm sẽ ngon, nó đỡ ngán hơn. Chỉ có bánh xèo mà từ ở Sài Gòn cho đến miền Tây thì cái phần rau nó mới nhiều. Thật ra thì ở Sài Gòn á là em có thể em tìm bánh xèo kiểu ở quê em có luôn. Dạ. Đó, bánh xèo miền Tây có luôn, bánh xèo kiểu Sài Gòn có luôn. Nằm trên đường Đinh Công Tráng, quận 1, quán bánh xèo 46A được biết đến với thâm niên đổ bánh lâu đời, nức tiếng ở đất Sài Thành. Điểm đặc biệt của bánh xèo ở đây là bánh được thúc giòn bằng mỡ heo. Chủ quán vẫn trung thành với việc đổ bánh trên bếp củi. Dù người thợ sẽ vất vả khi phải canh lửa, nhưng bánh làm ra sẽ giữ nguyên hương vị thơm ngon đặc trưng của bánh xèo miền Tây. Là đô thị sầm uất nhất phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh vừa mộc mạc gần gũi, vừa sinh động náo nhiệt, và ẩm thực đường phố là một trong những nét đặc trưng tô điểm thêm cho bức tranh văn hóa đa sắc màu của thành phố trẻ trung này. Trong tập phát sóng tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, mời quý vị cùng MC Phạm Hy và chuyên gia ẩm thực Võ Quốc tiếp tục khám phá nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh qua các món ăn đường phố.